Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình cắt sửa lại cái tùng này và mình chia sẻ với các bạn luôn. Cái này thì đến bây giờ chủ yếu là bấm tán thôi, còn cái phần tay mình chia thì tương đối được rồi. Cái này thì mình thể hiện một cái cây dáng trực và có một cái cành buông như thế này, buông hơi chéo một chút. Bây giờ mình sẽ đưa máy gần và chia sẻ với các bạn về quá trình mình cắt cây này. Đối với các cây tùng thì nó hơi khác cây khác, tức là khi mình cắt thì mình phải để lại lá xanh. Đối với cây tùng và các loại cây lá kim, mình mà cắt hết lá xanh là nguy cơ cây có thể bị chết hoặc là chết cành các bạn ạ. Đối với những cây tùng mà mình đã phân được tán như thế này rồi thì bây giờ mình chỉ cắt thôi. Và mình cắt theo chiều ngang như thế này. Đầu tiên là mình cắt ngang kéo đây. Ngang kéo và mình lấy cái mặt nó hơi vồ một chút, giống như kiểu là cái đĩa xôi đấy các bạn. Và khi cắt tùng thì các bạn chú ý phải mài kéo sắc. Nuôi, cứ nuôi rồi cắt, cắt rồi lại nuôi. Và khi cắt thì các bạn cứ đảm bảo được nguyên tắc là không bị hết lá xanh là được. Trên mỗi tán này phải có lá xanh. Nếu không có lá xanh là cái tán này nó sẽ không thể phát triển được. Lần này thì những cái cành trên thân mình cắt luôn các bạn ạ, các cành này này. Khi cắt tùng đối với những cây như thế này các bạn chú ý là tầng thấp này và lên trên nó cao dần các bạn ạ. Và nó dạng phân bông tản vân ấy. Cái này chắc là các bạn không lạ gì, phân bông tản vân nó là nó giống như là các đám mây các bạn. Cái này khi cắt tỉa các bạn chú ý là các cái tầng tán thì ở bên dưới thấp, sau đấy mình xếp dạng vảy cá đó các bạn, xếp lên và càng lên trên thì nó càng cao, và mình xếp với dạng bông tán tản vân. Và cái này lần này mình cắt như này là xong các bạn ạ. Cái phần tầng tán thì cơ bản là như thế này. Bây giờ mời các bạn xem từ góc phía bên dưới lên. Khi mình nhìn ở góc bên dưới lên thì nó như thế này đấy các bạn này. Tức là mình nhìn hơi chéo lên một chút. Và bộ xương của nó đây này. Bây giờ mình sẽ đưa gần cho các bạn xem. Đây các bạn, khi mình nhìn từ bên dưới lên đây, phân cảnh như thế này.
Sau đây mời các bạn xem từ trên cao xuống. Nhìn từ trên cao đó các bạn này. Phân tầng như thế này đây. Và nếu nhìn từ trên đỉnh trung tâm thì nó như thế này. Mình phân đều. Tất nhiên là không thể đều như kiểu là mình xếp gạch được, mà mình phân cho nó tương đối đều là được. Bồng tán bồng tay như thế này. Bây giờ mình sẽ tỉa cái thằm cỏ này đi, bởi vì cái này để thì nhìn trên cao xuống nó hơi khó. Cái phần cỏ này mình để lại thì một là tốn phân, hai là mất công tưới nhiều nước. Bây giờ mình sẽ nhổ hết cái cỏ này đi. Đất cứng nên là khi mình nhổ thì cái cỏ này đứt lên, nhưng mà đất thì nó không bị lỏng nhiều. Còn cái nào mà nó còn sót là một ít thì thôi, lần sau mình nhổ tiếp. Mình nhổ hết cỏ đi thì mình nhìn từ trên cao xuống dễ hơn các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn nhìn lại từ trên cao xuống một lần. Đây các bạn, bây giờ nhìn dễ hơn rồi đây. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi mình vừa chia sẻ với các bạn về quá trình cắt tỉa lại tán cây tùng này. Mời các bạn xem lại một lần. Và cây này mình thể hiện một cái cây trên đồi cao. Trên đồi cao và nó có một cái cành buông như thế này. Nếu bạn nào trồng cây tùng cối thì các bạn có thể dùng cái cách của mình để các bạn làm. Ví dụ như là về hình dáng, kiểu dáng này, hoặc là cắt tỉa bông tay, phân cành, vân vân. Và mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn làm được nhiều cây đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.